Em cũng nói luôn ngay từ đầu với Linh và gia đình của Linh, bạn bè em là em không quan tâm quá khứ của Linh như thế nào, chỉ quan tâm tới hiện tại và tương lai của em sau này như thế nào. Vẽ lên thôi.
Thank you.